Tôi bị được sáng đấy. Ừ. Được sáng. Nhất là anh đi anh sáng trên này, dưới này gầm đấy chân sáo tốt hơn này, mà gầm thì nó có cả cái pha khi lên pha có tâm vàng đấy. Đâu bị gầm đâu thế nào? Thế cái này bị gì đấy? Pha. Nên là nó quét à? Thế người thì quét. Quét. Quét thì không quét, quét nó quét thì quét nó cái chân đi rồi nó vừa cái bụi đi còn đây. Làm một đôi trên đôi dưới nó hợp lý hết. Ừ, bi được sáng đấy. Ừ, bi được sáng. Bi gầm sáng. Toàn nói chuyện đấy. Bi gầm nó lại sáng. Con này là 55, còn con này là 60-70. Đây con suốt cao hơn. Hợp lý hơn nhiều là hai bên trên con này, bên này ghép đẩy hết vào trong. Bi này cái này bên này vẫn để nguyên rồi. Để nguyên. Thế lúc mà lên pha thì lên cái này nó sáng đúng không? Ừ. Cả cái này nữa rồi. Cái này sang luôn à? Cái này pha. Khi lên pha 6 pha. Đấy, làm đôi này, làm đôi gầm nữa hợp lý. Đôi này trước đi. Đôi trên trước đi nhỉ. Cầm cái cửa nhỉ. Chưa thì đang nào hạ cán ra, hạ cán ra con này hạ cán ra nó hay bị bao cái mép này này, thấy không? Tiệm hạ cán ra thì làm luôn đấy, tháo ra nó vào nhiều, làm cả đôi thì giá nó hợp lý. Giá thì có bao giờ em làm cho anh giá? Chuyển cho anh một tí thế nào? Có bao giờ là em làm cho anh giá gì kia đâu là làm giá một tí? Con này là 50, con này là 40, hai con là 50. Đây giá khuyến mại nhé. Nhưng mà sao giá công con này nó là tiền lắp hai cái đèn gầm này này. Hai cái đèn này thì là tổng 10 triệu ạ. 10 triệu, một con trên này là cặp này là 5,5 triệu này. Cặp dưới này là 4,5 triệu này. Tổng là 10 triệu. Em báo giá khuyến mại luôn, bảo anh 3 năm. Thế là 5 cái đôi. Nếu mà trên này làm một đôi là làm hai cặp, dưới làm đèn gầm nữa thì rơi tầm 15 triệu. Làm hai cái rồi. Làm hai cái dưới đây, dưới đây làm cái đèn gầm phá và xương. Đèn gầm vàng thì phá xương, phá xương như anh có hay đi cùng cao nhiều không? Có. Ừ. Thế thì đấy thì như này, anh làm cái đèn trên trước, nếu mà vào lúc đi đèn gầm vàng để đi phá xương, xương bù, chờ nữa, thì vài nữa làm xương gầm, đấy sao? Okay, let's go.